ngày hôm nay Vương sẽ dẫn các bạn đi ăn một món rất là đặc biệt ở Đà Nẵng. Khi tới Đà Nẵng thì chắc chắn là người ta không thể nào bỏ qua được món mì gà đá, một món ăn đặc trưng của người Quảng Nam Đà Nẵng, mì Quảng gà đá. Và đây là một quán Vương cũng rất là hay ăn. Thì buổi tối thì thường thường họ sẽ bán từ 7 giờ tối tới tầm 10 giờ rưỡi là hết, nhưng mà người ta cũng có thể bán khuya tới 11 giờ. Cho nên mấy bạn mà tới Đà Nẵng đó thì hãy thưởng thức thử cái món mì Quảng gà đá này nha. Và rất là đặc biệt ở đây bởi vì gà đá là cái da nó rất là dai và thịt cũng rất là dai, ăn rất là đặc biệt. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào thử cái món mì Quảng gà đá đó như thế nào các bạn nha. Quán ở đây có rất là nhiều món, ở đây có mì đùi gà sốt vang, mì tôm thịt, mì gà đá này rất là ngon, có cả trứng nữa. Một buổi tối đây rất là đông, nhưng mà hôm nay thì quy tắc đô thị đuổi nhiều quá cho nên là nó ngồi nếp lại hết. Thì một tô ở đây thì tầm 30.000, thì nếu mà các bạn thích ăn thêm mì đó thì các bạn cứ hoặc là ăn thêm gà đó, nhưng mà mình nghĩ là mì thì cũng nhiều lắm rồi, ví dụ bạn là thích ăn thêm gà đó thì cứ gọi thêm tầm 10.000 gà nữa là ăn là no nê luôn, tối về khỏi ngủ luôn. Bình thường những bữa mà hay đói đó thì mình ăn tầm 40.000 một tô, vậy cảm giác rất là sướng. Nói chứ ăn một cái tô mà cảm giác thích là được rồi. Một tô mình khoảng 30.000 đó thì mì gà rất là ngon, gà cục nào cũng đó to, ăn sướng lắm. Thì ví dụ các bạn đi taxi hay là các bạn đi gì đó thì các bạn có thể nói chở tới Starline Nguyễn Kim, rồi các bạn đi bộ một vài bước nữa là tới cái quán mì gà ngay chỗ đây, ngay cái góc ngã tư Hùng Binh đây luôn này. Các bạn coi nhá, ngay góc ngã tư đây luôn, cũng rất là dễ tìm các bạn ạ. Cái quán mì Quảng gà đá này nằm ngay cái ngã 1, 2, 3, 4, nằm ngay ngã tư Lê Độ với Điện Biên Phủ đây các bạn, ngay chỗ Tiến Thu đó. Đó, Tiến Thu đây, các bạn có thể nhìn qua bên này đấy đó. Tiến Thu ngay chỗ Hùng Binh đây, ngay chỗ công viên 29 tháng 3 đó. Các bạn tới đây là ngay Hùng Binh đây, là buổi tối là sẽ thấy có bản mì Quảng gà đá. Thì buổi tối tập trung ở đây rất là đông, nhưng mà hôm nay công an đuổi quá cho nên là ở chỗ này không có ai bán luôn. Buổi tối đây tập trung rất là đông nên quán này phải nép vào phía trong, phía trong này lận mà ngồi ăn quá trời đông là đông luôn. Đây, tô mì Quảng gà đá đã ra rồi. Bây giờ chắc Vương sẽ cho các bạn thưởng thức thử cái tô mì Quảng gà đá này nó như thế nào ha. Thực sự rất là ngon, tùy theo cảm nhận của mỗi người các bạn sẽ tới đây ăn. Đặc biệt đây rau lắm, rất là ngon các bạn này. Rau xanh rất là ngon, có salad, súp lơ, cải con nữa. Và thường thường cái món này thì đặc biệt là các bạn phải ăn chung với cái gọi là bắp chuối đó. Bắp chuối ăn rất là ngon với bắp chuối. Có thêm thì mấy bạn hay ăn cay đó thì ăn với ớt, ớt xanh đây nè, ăn xanh đây các bạn cắn ra ăn rất là thơm. Ớt xanh là đặc trưng ở Đà Nẵng đó. Thì thường thường trong miền Nam hay miền Bắc thì có ớt đỏ thôi, còn trái ớt xanh đây là Vương thấy là đặc trưng ở Đà Nẵng là có được cái trái ớt xanh này nè. Rồi thêm nó là ớt tương. Thế là ớt tương thì bỏ ớt tương vào nhá, chanh. Các bạn có thể nặn thêm một ít chanh vào để cho nó chua chua một chút xíu. Đây là món mì gà. Mì gà đây thì gà này chắc gà này thì chắc là gà đá. Đây này, gà đá cho nên là thịt nó rất là dai và có ướp, tôi thấy có ướp nghệ, một ít nghệ. Đây là huyết gà này. Mình kêu một tô là mì gà trứng cho nên là có thêm nửa cái trứng, trứng vịt, trứng gà gì đây đó. Đây là gà ướp nghệ, cái cọng mì chút xíu màu vàng các bạn thấy không đó. Đây là hơi nhiều mì, buổi tối ăn nhiều mì nê bụng lắm, để trộn cái này lên chút xíu ha. Gà được một cục huyết, một cục gà, hai cục gà, ba cục gà, được cái trứng. Rồi ok, bây giờ Vương sẽ thử ăn cái món này nha.
một cái bàn ăn của mình thôi mà bày ra quá trời luôn, hai tô mì mà bày ra quá trời luôn. Thì ăn với cái món mì Quảng này thì các bạn cho thêm một ít chanh cho cái vị nó hơi chua chua một chút xíu. Mình thì mình ăn cái gì mình cũng hay bỏ chanh vào lắm, bỏ chanh vào ăn nó hơi chua chua chua, nó dễ chịu. Rồi bỏ thêm rau salad. Rau đây cũng khá là ngon. Thường thường thì Phương ăn ở đây thì một buổi tối mà nói chứ ăn mì thì có thể ít, nhưng mà ăn rau thì ăn cả một dĩa rau luôn. Bỏ một lần cả một dĩa rau vào ăn rất là đã. Ăn rau buổi tối cũng rất là tốt. Rồi bởi vì một tay quay xin tiền chứ kêu ăn mì thì không chịu ăn. Dạ. Đây thường thường ở đây có hai loại ớt tương, một loại ớt đỏ, đây là đặc trưng của Đà Nẵng, nhưng mà Vương thì hay ăn cái loại ớt ngọt. Ớt ngọt đây có màu đỏ đây thì ăn loại ớt ngọt. Ở trong Sài Gòn thì cũng hay ăn cái loại ớt ngọt này các bạn ha. Ớt đỏ đây thì nó nguyên chất hơn, rồi ớt này thì nó có thêm đường nữa nên nó sẽ ngọt hơn. Mình sẽ trộn cái này đi. Ăn được nửa tô rồi mới review cho các bạn. Này gà rất là dai, kiểu dai dai sực sực, kiểu gà đá rất là ngon luôn. Còn đây là mì Quảng thì đúng rồi, ai tới Đà Nẵng mà không ăn mì Quảng. Có đợt mình đi phường Đà Nẵng đây một buổi sáng mà ăn 3 kg mì lá, 3 kg mì Quảng luôn, bây giờ vẫn còn lớn đó. Thì đây là trứng, có vị rất là dễ ăn, dễ chịu, nhiều bạn ăn rất là thích luôn. Và đôi khi hôm nay một buổi tối ở đây rất là đông luôn các bạn. Quảng da này, da gà đá rất là ngon. Dai 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 sực sực mà mình lại rất thích cái vị của vị dai dai của gà đá như thế này. Cái vị mặn nó vừa phải, ăn vô rất là dễ chịu. Nhưng mà thường thường ăn thì cũng hay thêm một chút xíu ớt tương nữa. Mình hay ăn mặn. Vì là quán ăn lề đường cho nên ngày hôm nay thì quy tắc đô thị đủ quá trời ấy, cho nên là mọi người đứng hết không có chỗ ngồi luôn các bạn. Đây là người yêu mình đang ăn. Ok. Đang ngồi đây ăn thì gặp một bạn hỏi là làm vlog à, về có người sẽ subscribe kênh luôn. Ok, hello các bạn. Và có lẽ tối ngày hôm nay thì với một tô mì gà nhà thì Vương cũng rất là no rồi. Có lẽ bây giờ phải về nhà ngủ hoặc là có thể đi làm thêm một ly chè hoặc là một ly nước ép gì ở đây. Rất là một buổi tối rất là thú vị. Và nếu mà các bạn nào thích đó thì có thể tới chỗ Ta Lai Nguyễn Kim đó, rồi đi bộ tới đây một vài bước là các bạn có thể thưởng thức được món mì Quảng gà đá đặc trưng của Đà Nẵng, Quảng Nam. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào.